Vâng, xin chào ngày mới anh chị cũng như quý vị khán giả của Cà Phê Sáng ạ. Tết Trung Thu năm nay thì dự báo mưa sẽ xuất hiện ở hầu khắp các vùng miền trên cả nước đấy ạ. Ở khu vực phía Nam thì mưa sẽ lùi dần về chiều tối, còn những khoảng thời gian khác trong ngày thì vẫn tạnh ráo, bởi vậy mà các em nhỏ thì vẫn có thể thoải mái phá cỗ ạ. Còn phía Bắc thì mưa sẽ nhiều hơn và xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày và thậm chí là có những nơi mưa to. Hà Nội là một trong những nơi được dự báo là sẽ có mưa nhiều. Ngoài trời ngay lúc này thì cũng đã mưa rồi. Và quan sát ảnh radar thì có thể thấy là vùng mây dông tương ứng với màu xanh lá và vàng cam này thì đang bao phủ ở hầu khắp Hà Nội và chút mưa xuống. Dự báo từ nay đến ngày mai sẽ là hai ngày có mưa vừa mưa to nhất tại Hà Nội. Và theo biến trình dự báo thì có thể thấy là mưa sẽ xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy mà mức nhiệt cũng sẽ không vượt quá 28 độ, trời dịu mát hơn hẳn so với những ngày trước đó. Trời mát nhiều người lại càng thích ăn bánh trung thu hơn và theo các chuyên gia thì phải chạy bộ 2,5 giờ mới có thể tiêu hao hết năng lượng của một chiếc bánh trung thu trứng muối ạ. Bởi vậy mà quý vị khán giả chúng ta cũng có thể tham khảo một vài mẹo sau đây để có thể ăn bánh trung thu mà không lo bị béo. Thứ nhất là nên chọn bánh trung thu ít hoặc là không đường, không bỏ qua những loại bánh có lòng đỏ trứng muối để có thể giảm lượng natri. Bên cạnh đó thì có thể ăn kèm bánh trung thu với trà xanh này hay là trà bạc hà thì cũng có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường và giúp làm giảm vị béo ngọt. Và tốt nhất là quý vị cũng không nên ăn quá 100g bánh trung thu một ngày nhé. Và vừa rồi là một số lưu ý trong thời tiết này và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các thành phố trong ngày hôm nay. Thị xã Sapa sang hôm nay dự báo sẽ có mưa dông bất chợt, nhiệt độ cao nhất là 22 độ, se se lạnh. Thành phố Hạ Long hôm nay dự báo sẽ có mưa vừa mưa to và dông, đề phòng ngập úng, nhiệt độ cao nhất là 28 độ, trời mát. Thành phố Đà Nẵng hôm nay có lúc có mưa, nhìn chung không khí dịu mát, 31 độ. Thành phố Hội An hôm nay mưa chỉ xảy ra bất chợt, nhiệt độ cao nhất là 31 độ. Thành phố Đà Lạt sáng đến đầu giờ chiều nay trời nắng, chiều tối có lúc có mưa dông, nhiệt độ cao nhất là 24 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời tạnh ráo, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, chiều có mưa to cục bộ và đề phòng với gió giật mạnh. Thành phố Cà Mau cũng chung trạng thái sáng nắng, chiều mưa dông, có nơi mưa vừa, đề phòng gió giật mạnh và sấm sét.